Phi Du, Phan Thành vướng nghi án rạn nứt tình cảm sau tái hợp. Quý vị và các bạn thân mến, Phi Du và Phan Thành từng có thời gian chia tay khi chuyện Phan Thành ngoại tình với Thúy Vi bị lộ. Tuy nhiên sau đó Phan Thành đã rất tha thiết làm lành khi liên tục đứng đợi trước cửa nhà Phi Du, viết thư xin lỗi và thậm chí nhờ đến cả bạn thân của hai người nói hộ. Sau đó một thời gian báo chí bắt gặp Phi Du và Phan Thành tay trong tay đi chơi, tưởng rằng cả hai sẽ mãi hạnh phúc sau sóng gió. Tuy nhiên thời gian gần đây, cặp đôi này lại thường xuyên lẻ bóng một mình. Không chỉ vậy, cả hai còn chia sẻ những tâm trạng buồn trên trang cá nhân. Phan Thành viết: tình cảm là thứ thuộc về tự nhiên, thế nên cứ để tự nhiên nó đến, không cần tìm cho nó bất cứ nguyên nhân nào. Tôi từng nghĩ điều tồi tệ nhất là phải sống cô đơn cả đời, nhưng tôi đã nhầm. Điều tồi tệ nhất là phải sống cả đời với người khiến mình cảm thấy cô đơn. Trước đó, Phi Du cũng thường xuyên chia sẻ hàng loạt trạng thái buồn trên trang cá nhân. Cô không còn xuất hiện cùng Phan Thành như trước mà chỉ chăm chỉ đi chụp hình quảng cáo, tham dự sự kiện và làm từ thiện. Chính bởi những điều trên mà nhiều người cho rằng Phi Du Phan Thành đang rạn nứt. Tuy nhiên, cả hai đều không lên tiếng về điều này.